nghe thấy. Alo. Vâng, được rồi, nghe rồi. Vâng, mà không biết là bây giờ thì tiếng như thế này nó đã vừa với lại cái chế độ nghe của các bạn hay chưa? Tôi sợ là nó to quá hoặc nó lại nhỏ quá thì đúng cũng ngẩn ngơ. Vâng, có bác chat ở trên khung chat là có đánh lâu nữa không, vừa mới đi làm về thì em mong rằng mai bác xin nghỉ việc luôn để bác ra đây bác xem thôi, chứ bây giờ ra xem cũng không còn hấp dẫn như lúc sáng nữa rồi. Và mai bác ra bác xem là loại trực tiếp luôn, 22 xem tự do với lại solo random, bác xin nghỉ đi cho em cái. Vâng, xin nghỉ thôi. Với những cái kèo đấu như này mà không được xem thì đúng thật là cũng không chơi đế chế làm gì cả. Cái kèo đấu nó quá hấp dẫn từ sáng đến giờ, thực sự anh em mệt lắm rồi. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên. À nhầm, đây là trận thi đấu thứ hai, chim sẻ cầm Greg. Đây là Minwan của cầu thủ No 1. Và đây là Truy Mạnh cầm Pan. Chị Boy cầm Katha. Có lẽ No 1 sẽ là người đánh cung Nga trong trận đấu này thôi. Và đến với màn hình máy, game thủ chim sẻ câu đôi voi với nhà chính nhà của mình. Vâng, em vừa đá sang khung chat thì có bác hỏi là có đánh bán kết luôn không, thì đây không đánh bán kết, mà đây chỉ là trận thi đấu mà tranh nhất nhì bảng thôi. Và bốn đội đó là đội Thái Bình, đội Game TV, đội Hà Nội và đội Skyred. Bốn đội này sẽ thi đấu bán kết ở tại cung. Alo. Ngồi này bình luận nó sướng đời. Cứ cúi từ sáng giờ mỏi hết cả lưng. Alo. Vâng, bây giờ thì không biết là còn tạp âm nữa hay không, tôi nghĩ là chắc là ngon rồi. Thôi bác chim chích bông thì bác đừng có kiểu thông em, mệt lắm rồi bác ơi. Xem vậy nó mới hay. Một bài cầm Greg và bây giờ thì đã có được năm hiệu đôi voi và bãi quả 5 cây. 7 phút 15 game thủ chim sẻ kích đời. Và trận này thì chả nhẽ tôi lại ấy mỗi chim sẻ thôi. Vâng, quay chả nhẽ lại quay mỗi màn hình máy chim sẻ thôi, không quay màn hình ông nào khác nữa thì bây giờ mệt lắm rồi, cúi đi lại chuyển cái màn hình nó vất vả. Đau hết cả lưng từ sáng giờ. Vâng, chim sẻ đang có bài Greg siêu đẹp. Đóng BB ăn vàng. Bên phía đội bạn có V lớp cầm Samurian. Tôi chỉ biết mỗi vậy thôi. Không biết là còn cái gì khác nữa không. Michael Noel đang có điểm số cao nhất bản đồ. Dường như đây là bài mà đánh chiếm dâng lờ và lên đời sớm. Vâng, có bạn hỏi tôi là tuần này có kèo bịp không? À, chắc lại mấy bạn ở trên câu lạc bộ AOE rồi. Thôi tuần này tôi xin phép cả cuộc đời tôi bình luận được mấy lần giải Việt Trung thì bình luận thôi. Vâng, có lẽ đây cũng là lần, có thể là lần cuối cùng. Không thể nói trước được tương lai, thế nên là thôi. Cuối tuần này tôi xin nghỉ buổi họp của anh em trong group. Bởi vì mệt lắm. Vâng, làm ở quán Epic Gaming đã thấy mệt lắm rồi. Thế mà mấy đứa còn ra hội trường nữa thì thôi được. Còn tôi chỉ sợ là không thở được. Vé bây giờ bán đắt như tôm tươi. Vâng, đã vậy lại còn vớ được bầu huấn hay chơi hóm anh em. Đi vơ hẳn đến 80 cái vé.
40 cái vé của ngày 14, 40 cái vé của ngày 15 nữa. Vâng, nói chung là chỗ đẹp thì tôi nghĩ là nếu như các bạn không nhanh chân thì cũng hết chỗ đẹp thôi. Và đến lúc đấy là bầu huấn phe vé thì các bạn đừng hỏi tại sao. Vâng, giá gốc có 300, đến nữa để mấy nữa vào bầu huấn phe vé thì chắc phải tầm 5 lít. Bởi vì bầu huấn không tiêu tiền 200 bao giờ cả. Chỉ có tiêu từ 500 đổ lên thôi, mà đổ lên thì tôi chả biết có đồng nào to hơn đồng 500 nghìn nữa. Chắc chỉ có đồng 100 đô. Thế nên là anh em mà ai chưa mua được vé thì thôi thì nhanh chân mua luôn thôi. Chứ tôi thì bầu huấn găm không hiểu anh găm kiểu gì, găm 40 cái vé ngày 14, 40 cái vé ngày 15 tổng cộng 80 vé. Không biết là chỗ ngồi VIP là được bao nhiêu chỗ nữa. Nhưng mà anh ấy găm nhiều quá. Vâng, găm thì nhiều khi lại còn không muốn bán thì tôi chịu luôn đấy. Lại đến lúc mà nhìn mặt thằng nào quý thì bắt đầu mới cho xem, không thì thôi. Lần này cung hữu nghị, cung văn hóa hữu nghị Việt Xô là nhất định là không có ai là được ngồi ghế nhựa cũng như là được đứng ở lối đi để xem nữa. Không được kê dép than tổ ong để ngồi nữa. Có dép than tổ ong mua 25.000 cũng không được vào. Đều vậy cơ. Nên anh em mà ai chưa mua được vé thì thôi nhanh chân mua làm cái vậy. Ngồi cho nó ấm chỗ. Không phải đang xem thì tự nhiên có người vào đuổi. Mệt lắm. Vâng, bên lớp cầm Samurian không thấy chém nhiều cho game thủ Capquist. Vâng, tham lai vẫn đang là 29/44. Một bài mà Samurian dâng lờ nhưng nhiều khả năng là game thủ Chip Boy chết. Không phải, Chip Boy cũng chưa chết. Chip Boy cũng bị chém vào khá sớm và game thủ về lớp anh bỏ qua chim sẻ nắng, chém phớt chim sẻ thôi. Còn đây là game thủ No.1 là Tham Lai, còn có 29/56 một bài mà đánh cung Nga. Nhà thoáng và anh đang rất vất vả. Đây rồi, lạc đà của game thủ Chip Boy đang sang đỡ nhà cho game thủ No.1. CE vào nhanh tay để còn thủ được nhà, thì nếu không thì không thủ được nhà nữa thì nhọc lắm. Còn nguyên một bãi quả nữa, không biết là bãi quả đấy game thủ Chip Boy đã ăn chưa. Còn đây là chim sẻ Tham Lai vẫn đang 31 và anh vẫn đang đi vào bãi vàng của game thủ bên lớp cầm Samurian. Rất hay, một bài đánh chém giữ tham khá tốt. Và đây là màn hình máy ở game thủ No.1 cầm Minoan. Bắt đầu nở tham. Đây là truy mệnh Tham Lai đã 31. Một bài cầm pan tham rất to. Vâng, một trận mà chúng ta có thể thấy truy mệnh anh đang hổ báo như nào. Dường như game thủ màu 8 là người được cầm Roman. Và Roman vẫn đang cực kỳ bất lực trước game thủ truy mệnh. Truy mệnh đang chiếm thủ. Và nếu như anh có điều kiện anh bơm đồ cho game thủ đầu một khỏe, để cho đầu một có cung Nga và anh tự thủ được nhà sẽ dễ đánh hơn, đỡ mất tay đồng đội. Đến màn hình máy game thủ chim sẻ thôi, Tham Lai đang 32. Tham Lai bên phía đội tuyển Hà Nội vẫn đang có dấu hiệu đẻ. Mặc dù vậy nhưng GameTV vẫn chưa, mặc dù những nhà chiến đang chiến khá tốt nhưng mà đội tuyển GameTV vẫn chưa thể có được nhiều lợi thế. Phải đến lúc nào, đến khi nào mà game thủ No.1 anh hồi được tham, anh lên được tham thì lúc đấy mới là lúc mà đội tuyển GameTV mới có cửa thắng. Nhà game thủ Chip Boy đang chuẩn bị đẩy vào. Và No.1 anh cần phải sang luôn, sang cung Nga luôn, nhanh còn làm việc. Nhưng mà sang ít thế. Đây là Chip Boy đang 2 hay 3L gì đấy. Một bài mà anh sóc dân khá đều.
Vâng, soi tham màu 6 đang khá to, đó là Michael Owen. Chim sẻ cũng đang phải giật về đỡ nhà cho game thủ Chip Boy rồi. Dường như là Chip Boy đã kích 4 thì phải. Chứ không thì tội gì mà mình phải giật nhiều quân về như thế, hết gỗ trong tình huống này. Có gỗ về thì chắc chắn là đống cung R của game thủ Cam Quýt sẽ bị mất. Thế nhưng mà không đủ gỗ. Và đây là màn hình máy game thủ Truy Mạnh. Tham Lai vẫn đang 24. Vẫn đang giữ được tham nhưng chưa chém được nhiều nhà. Bây giờ thì anh bắt đầu vào nhà 1 năm. Anh bắt đầu vào sâu được trong cánh hơn. Anh ra được dân hay không? Van mà ra được dân nữa thì cực khỏe. Màn hình máy ở game thủ Chip Boy 61/80. Vâng, không hiểu bên kia có quân gì mà sao Minwan lại được đôn lên 4. Một bài mà Minwan cũng chưa nhiều dân. Minwan thời điểm này thì căng đét là 50 dân. Còn không thì tôi nghĩ là chỉ tầm 4x dân thôi. Nó một đang không phải là quá khỏe. Nhưng mà dường như là bên phía đội bạn có một cái gì đấy. Có Summer này. Có màu 8 Roman. Màu 6, màu 7 là cái gì thì tôi chưa nhìn thấy. Màu A như vậy là màu 6 cũng là Minwan. Màu 6 cũng là Minwan. Và đó là lý do tại sao mà game thủ No 1 Anh lên 4 trong trận đấu này. Và đây là màn hình máy là game thủ Truy Mạnh. Bắt đầu mất tham. Truy Mạnh bắt đầu mất tham khi cung A Minwan của game thủ Michael Noel đẩy. Và đây là màn hình máy game thủ Chip Boy. Tham Lai đang 62, rất to. Và anh đã bắt đầu bị dummy và cũng chạy nhà. Dù sao thì cũng đang giữ được tham. Vâng, tất tay đang tổng lực ốp vào nhà nào. Pamiran cũng như là Katarian, các anh cần phải phối hợp với nhau. Đừng có đi lẻ, đừng đi lẻ. Vâng, đến với màn hình máy của game thủ Chip Boy thôi. Tơn Lạc Đà đang đi rất đông đấy. Phối hợp với nhau, tốt vào. Anh đang phối hợp một cách tôi cảm giác là nó rất là hời hợt. Thực ra là cũng do Chip Boy đang mất tay ở nhà thôi. Nhưng mà nếu mà mất tay thì thôi, đừng có cái đi kiểu này. Vâng, không để ý một tí thôi là ăn quả vỉa hè mất hết kích lạc đà mà lại không làm ăn được gì cả. Đấy, như tờ này đấy thì phối hợp đi, ốp đi. Nó có phải hay không? Rồi thôi, tập trung ốp đi. Nếu mà không ốp được thì thôi. Đừng có kiểu đang đi ốp nhà thì bơm đồ cho đồng đội. Nếu không ốp được thì thôi, chuyển qua nhà khác. Cái vốc lạc đà này thì ốp nhà nào nhà đấy cũng tụt huyết áp thôi. Kể cả nhà người ta bị không bị mất nhà nhưng mà kiểu gì nó cũng sẽ giật mình và rất mất tay. Và nó cuống cuồng lên bo bế các kiểu. Để cho No 1 có thể có thời gian thở, nhảy 4. Cái đấy là sóc ra kia kìa. Bên phía đội bạn cũng Minwan lên 4 thì phải. Trận này có dân ca cùng thì không? No 1 nâng hết tất cả các công nghệ rồi. Vẫn còn bổ vàng nữa. BE kìa. Màn hình máy ở game thủ chia sẻ đáng tham lai vẫn đang giữ là 30 ở phút thứ 30. Vâng, một địa điểm mà chim sẻ ăn hoang được quá nhiều đồ. Anh có bãi quả, có bầy hiêu. Chim sẻ đang rất nhiều thực do anh đang ăn hoang được và không ai quản nhà game thủ chim sẻ thắng cả. Và đây là No 1 105/112. Còn đây là Truy Mạnh. Cầm Pyman. Tham Lai vẫn đang 17. Chip Boy thì 68. Rất khỏe. Nâng chặt thứ 2. Màu 6 cũng đã nhảy 4 xong và Tham Lai đội tuyển Hà Nội đang khá đẻ. Nhưng bên phía đội bạn còn ai to nữa hay không? Quan trọng là như thế. Ai to nữa, dường như là game thủ màu 8 Hoàng Mai Nhi cũng đang rất to. Và nếu như mà Hoàng Mai Nhi cũng nhảy 4 thì bên mình là người bất lợi hơn. Do bên phía Hà Nội lên 4 xong có đạp đôi. Còn bên mình là một là đánh hot thì rất ghẻ. Nhưng mà hai là đánh voi thì rất đắt.
Vâng, một tình huống mà game thủ Chipboy anh đang muốn tạt vào nhà game thủ Hoàng Mai Nhi một tuần. Một tình huống tạt vào để thử xem thế nào. Nhưng mà nhà Hoàng Mai Nhi đang phát triển rất tốt. Và tôi nghĩ rằng đây để mà vào được nhà Hoàng Mai Nhi thì cần phải có cung Nga của game thủ No 1. Một mình game thủ Chipboy là không đủ. Và đây là mình máy game thủ No 1 tham lai 136-140. Cả những con pháo vẫn đang được giải quanh nhà của mình. Có cả pháo ở giữa bản đồ nữa. Đây là một trận đấu mà bắt buộc phải dâng càng. Nhưng mà giờ đóng cho tôi hai nhà BA. Đóng cho tôi, làm ơn đóng cho tôi hai nhà BA. No 1 đang muốn lên cả những con ca thần. Đã bị lộ nhà BK rồi. Bây giờ thì No 1 anh đóng hai nhà BA đúng như những gì tôi bảo. Anh đang nghe thấy những gì tôi nói. Nâng cả giáp 6 cho những con cung Nga thôi. Nếu mà thừa đồ thì nâng luôn. Đừng để đến lúc người ta có đạp đôi thì mình bắt đầu lâng. Dâng Nga và đã bị lộ. Game thủ No 1 Tuti cũng đang dâng cả. Bây giờ thì cung Nga cũng cần phải được sóc. Đó là điều No 1 cần biết. Vâng, cung Nga cũng cần được sóc. Nếu không như thế này thì sọc đơn nó cũng ăn tươi những con pháo to của game thủ No 1. No 1 đang muốn sóc châu ca. Nhà cái thủ Chipboy vừa bị lủng một tơn do những con cung R của game thủ màu 7. Rất thổ báo đến từ No 1. Đóng một chiếc nhà BK rất gần với bóng nhà K của đối phương. Cực kỳ hổ báo. Bây giờ thì K thay nhau giã đi. Người nào nhiều K hơn người đấy thắng. Nhưng mà K bên mình cần phải kẹp được cung Nga nữa. Chứ nếu không thì sọc đơn nó ra nó vã chết. Roman lên 4 xong. Vâng, quân bên mình thì cũng không phải là quá xấu. À nhầm, không phải là quá đẹp. Greg, Kata, Pan và Minwan. Còn bên kia thì có Roman, có Pho, có Summer, có Minwan. Nếu quân bên phía đội bạn thì đẹp hơn và dễ đánh hơn. Và như vậy thì chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu.